Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To. Và mình là Gấu đây, hôm nay mình đang có mặt tại Hà Nội. Mình đi vào một cái mùa mà cái thời tiết ở đây nó không khác mấy ở Sài Gòn. Thêm nữa là hôm nay Hà Nội trời u ám các kiểu các kiểu. Nhưng mà cái việc cái trời u ám nó không có làm ảnh hưởng đến cái bụng của mình, đó là hôm nay mình sẽ đi ăn. Cảm ơn các bạn đã đến với chuyên mục mới của Gấu. Hôm nay Gấu mời và hai nhân vật sẽ đi cùng ăn với Gấu ngày hôm nay, đó chính là đây là Chi và đây là Vân Anh. Và hai bạn này sẽ dắt mình đi ăn. Hai bạn sẽ dắt Gấu đi vòng vòng đây và kiếm những cái quán ăn mà hàng ngày mà mọi người hay thường ăn. Gấu sẽ là người mời hai bạn này đi ăn cùng Gấu và chúng ta sẽ đi thôi. Nãy giờ mình sẽ ăn cái gì? Bây giờ mình sẽ đến một chỗ mà các bạn dẫn mình tới, đó chính là bún sườn chua. Chua là sườn cá. Ở đây tụi mình đang có mặt quán bún, gọi là bún gì? Sườn chua. Với Gấu này, Gấu là một người ở trong Nam ra và lần đầu tiên Gấu được ăn một cái món của Hà Nội, đặc sản là của cái phường gì quên rồi. Của xã Đàn. Được. Của xã. Phố xã Đàn. À, phố xã Đàm. Đàn. Đây là một cái bát bún mà khi mà lần đầu tiên mà mình nhìn thấy á, thì nó cảm giác nó giống như là cái tô canh chua của mẹ mình. Mẹ anh là người cũng miền ngoài chứ không phải là người Nam gốc, nên là mẹ anh hay nấu những cái món kiểu này cho anh ăn. Sườn chua là sao, là cái sườn chua hả hay là... Tức là bún sườn nhưng mà canh chua. À, canh chua. Cái nước nó chua chua hay xanh ấy ạ? Đó, anh thấy được không? Không. Cảm giác á, nó cái mà mẹ anh nấu cho anh ăn á, nó là cái vị chua nó có hơi ngọt ngọt nữa. Cái kiểu mà cái canh chua của người miền Nam á, nó sẽ hơi ngọt ngọt nữa. Nhưng mà thì anh thấy là hình như là ở ngoài Hà Nội thì mọi người ít có ăn ngọt hơn là trong Nam. Đúng không? Chính xác. Thế nên là cái hôm mà em vào Sài Gòn em thấy ăn hơi ngọt so với em. Tức là do em quen cái khẩu vị ở ngoài này rồi ấy. Với cái tính chất mà ẩm thực của miền Nam á, thì người miền Nam họ thích cái gì mà nó đậm đà càng thích. Nếu mà có chua thì phải là mặn ngọt chua cay. Mặn ngọt chua cay. Mặn thì phải là mặn và ngọt. Nếu là cái ngọt cái mặn nó sẽ gần như là nó bằng nhau luôn. Thực ra vị ngọt thì em thấy cũng dễ ăn, nhưng mà nếu mà ngọt quá thì sẽ hơi lợ luôn. Còn ngọt là một mức độ vừa phải, rất là bắt miệng. Tại đơn giản á là nè, ăn bánh anh giò đúng không? Đây là bánh cháo quẩy. Trong Nam gọi là bánh cháo quẩy. Bánh cháo quẩy. Bánh cháo quẩy. Trong Nam á, ăn cái này là sẽ ăn với cháo. Cái này thì mọi người gọi là cái quẩy đúng không? Đúng rồi. Thì thường là trong Nam sẽ gọi đây là bánh cháo quẩy. Nếu mà mình ăn các món nước thì trong Nam không ăn cái quẩy này ạ? Trong Nam thường là ăn bánh cháo quẩy này với cháo lòng. Hay. Thở bông. Khi mà chấm cái quẩy này vào trong cái nước
cái nước dùng của cái bát bún này á, thì các bạn khi mà các bạn ăn vô đầu tiên sẽ cảm nhận được sẽ cảm nhận được cái vị chua của nước. Và cái vị chua này nó rất là hợp với lại cái vị hơi ngọt ngọt và mặn mặn của cái quẩy này. Ăn ngon không? Mỡ nữa. Mỡ. Ngon không? Quẩy đây như kiểu quẩy khổng lồ ấy chị ạ. Chỉ là quẩy chỉ có khoảng bằng từng này thôi. Trong Nam cái quẩy nó mập hơn. Nó quẩy nó bị ốm rồi. Ở ngoài này á, quẩy bình thường của em chỉ bằng một nửa, này là cứng à? À, kiểu này là bên này gọi là to đúng không? Cái này bị dài, bị cao. Dài. Trong bát bún này thì nó bao gồm có là mộc, đây là mộc đúng không? Vâng. Mộc là một dạng thịt viên được xay ra và vo lại thành một viên như vậy. Và trong này nó sẽ có mộc nấm... Mộc nhĩ hả? Mộc nhĩ là nấm mèo đúng không? Đúng rồi. Mộc nhĩ là nấm mèo đúng không? Là sẽ có nấm mèo, hay mấy bạn còn hay gọi là mộc nhĩ. Và tô của mình thì là tô đầy đủ nên là sẽ có luôn cả là giò heo, một vài miếng sườn và thịt này là thịt chân giò, thịt chân giò, cái thịt mà để dành ăn bún đậu mắm tôm đúng không? Đúng rồi anh. À, thế chân giò. Nếu mà các bạn ở trong Nam thì các bạn sẽ biết đến một cái thứ đó chính là đây, bạc hà. Phải là bạc hà không? Đây là dọc mùng. Cái này dọc mùng. Dạ, không phải bạc hà. Nãy anh tưởng bạc hà. Dọc mùng. Dọc mùng. Dọc mùng. Dọc gì à? Giờ à? Đúng rồi. Chấm. Dọc mùng ngờ. Ngờ. Dọc mùng à. À, và trong Nam của mình thì cái gọi cái này đơn giản hơn, đó là bạc hà. Fight me. Ngoài cà chua gọi cái này là cây bạc hà. Dạ. Nhưng mà trong Nam giáo gọi cái này cũng là bạc hà luôn. Cái này trong Nam gọi là gì? Cái này rau thơm. Cây bạc hà. Này là rau thơm nhé. Hay nhờ. Hay, cảm giác anh bị quê. Quê à. Bị nhà quê. Đọc theo tiếng miền Tây là quê đúng không? Quê. Thịt ở đây ăn ngon, không bị hôi. Thông thường á, những cái quán mà có những cái sườn, cái thịt này nè, ăn nó sẽ bị hôi mùi heo công nghiệp. Khi nữa, quán ăn em đến á, thịt heo là được phải được xử lý và không có mùi hôi rồi. Không. Bình thường các quán ở ngoài rồi như thế. Bởi vì cái mùi đấy nó sẽ át cả món ăn luôn đấy. Cái món này á, thì dành cho những bạn thích những cái món nào mà có vị chua chua và ăn kèm với lại bún, thì nó không phải là cái vị chua của cái tô canh chua ở trong miền Nam đâu các bạn, nó mà là một cái vị chua mà nó chua luôn, mà nó ít, rất ít ngọt, nếu là rất ít ngọt. Đúng rồi. Rất ít ngọt. Nói vị ngọt ấy chỉ có ngọt của xương thôi. Đúng. Đúng không? Đó, nó gọi là ngọt thanh. Và cái nước này ăn rất là thích. À, với gấu thì gấu ăn thấy rất là ngon. Lạ miệng lắm. Thế là món đầu tiên mình sẽ lên gấu đi lại. Chưa. Chú cho con tính tiền cho anh này ạ. Cho anh này. 160.000. 160 anh ơi. 160 đâu. Bao nhiêu một tô vậy chú? 40.000 một tô. Dạ. Rẻ. Ờ, 3 tô. Sao con thấy rẻ? 3 tô 120. Nước. Vâng. 5.000. Ơ bọn mày uống nước à? Ờ. Ăn thì phải uống chứ anh. Quay 160. Dạ con cảm ơn. Quán đầu tiên đã thiệt hại 160.000 của anh gấu. Và quán thứ hai gấu mời nè. Anh thấy cái nhiệm mục này tốn kém quá, anh có nên làm tiếp không? Bây giờ mình và anh và Hương Anh sẽ tiếp tục đi tới một quán kế tiếp, đó là một quán bún chả đúng không? Đúng. Ở đâu lần vậy? Ở Tôn Đức Thắng. Tại sao mình sẽ đi ăn bún chả kế tiếp? Bởi vì á, bún chả trong Sài Gòn dễ ẹt à. Và mình đang muốn được ăn cái bún chả đúng ngoài Hà Nội luôn, nên là mình sẽ đem bún chả đi. Later. Khi mà tụi mình đang đi ăn bún sườn chua xong thì tụi mình đang đi tới một quán kế tiếp để ăn bún chả Hà Nội. Nhưng mà hai bạn thì đang muốn gọi là để cho cái bún sườn chua nó tiêu hóa được một xí, thì tụi mình quyết định là sẽ đi ăn kem bơ và sữa chua ông già Tân Bằng. À, cái việc mà các bạn thấy á, cái tô bún sườn chua nó đã thể hiện lên được cái nét ẩm thực của Hà Nội rồi. Đó là một cái nét ẩm thực mà không có cái vị gọi là đậm đà như ở miền Tây của tụi mình. Chua và mặn thì nó hẳn hoi luôn. Còn cái vị ngọt á, nó sẽ đến từ những cái thứ lúc mà trong lúc nấu, như là nước dùng nè, thịt nè, đại loại là những cái thứ đó. Bây giờ tụi mình sẽ đi thử ăn một món ngọt coi ở đây nó có mặn hay chua luôn không. Không mặn hay chua luôn không.
khi đến Hà Nội các bạn sẽ thấy một điều rất là đặc biệt, đó chính là những con phố ở đây là vô cùng rộng hoặc là rất là nhỏ, không giống ở Sài Gòn. Che bơ, dừa, thạch, phô mai, trái cây. Không, đây đi. Thạch, trái cây. Thạch, phô mai, trái cây. Nóng. Thật sự là cái thời tiết ở ngoài Hà Nội nó nóng mà nóng kiểu kỳ cục, nóng mà nó kiểu bị kiểu oi đúng không? Bị oi á. Xong rồi hỏa nhiệt từ dưới được lên đi. Tôi nghĩ giống ai nói các bạn về đồ ăn, các bạn phải đến các bạn ăn thử thì các bạn mới biết được có những mùi vị mà bọn mình tuy là những người mà review đồ ăn nhưng tụi mình không thể nào miêu tả được, chứ các bạn hiểu, các bạn phải tự đến. Thì cái thời tiết nó cũng vậy nữa, các bạn phải bắt máy bay, bắt cái thứ gì đi ra Hà Nội đi thì các bạn sẽ cảm nhận được cái nóng của ngoài này. Và đi vào Sài Gòn đi thì cảm nhận được cái nóng Hà Nội với cái nóng Sài Gòn. Bây giờ thì Phương Anh và Hạnh đang dắt mình đi ăn một cái món kế tiếp, đó chính là món chè bơ. Nó có giúp giải nhiệt không? Nó giúp cho mình bơ. What? Bơ đi cái nóng. Bơ đi cái nóng ấy ạ. Cái sự oi bức này. Hôm nay Gấu mời là một nhân mục mà Gấu sẽ nhờ các bạn ở ngay tại cái khu vực mà Gấu đến và sẽ dẫn Gấu đi ăn, và chính Gấu là sẽ là người trả tiền là người mời các bạn ăn. Thì cái quán này thì các bạn dẫn Gấu đến ở là số 490 xã Đàm. Đàn N kết thúc bằng âm N. N số 490 xã Đàm. Đàn. Tôi đến từ miền Tây. Đàn. Xã Đàn. Ok. Số đây là số 490 xã Đàn. Wow. Ok, sói ca ghê á. Vì anh là sói ca. Có một cái logic mà mình cảm thấy là rất là ngược nhau. Tức là ngoài mặt mình là Hà Nội thì cứ khi nào đó mình sẽ mặc càng kín đáo càng tốt. Chính xác, ở trong Sài Gòn thì như các bạn thấy là cứ nóng thì sẽ mặc nhiều lớp lên để che cái nắng đúng không? Che được cái nắng. Theo anh thì khi mà trời nóng á thì anh sẽ mặc áo khoác, và lúc mà nó đổ mồ hôi á, như tới một cái mức nào đó anh sẽ không còn cảm thấy nóng nữa và cơ thể mình quen với cái việc đó. Thảo nào em vào Sài Gòn tôi thấy mọi người chống nắng bằng mấy cái áo lì xì. Mọi người kiểu mà hay bận mấy cái áo mà cái gì hoodie. Đúng rồi. Mọi người hay bận hoodie. Trời ơi, thật là một văn hóa mới. Kiểu như là khi mà nóng quá mặc càng nhiều thì các bạn sẽ quen mát. Mày. Đồ ăn ra rồi. Đây rồi. Cái này là chè hả? Chè bơ. Sao nó giống cái bánh lăng, nó giống cái pudding á. Pudding. Nó là giống một dạng như là bánh lăng nhưng mà là có bơ ở trong đó. Đây là gì nhỉ? Hạt lá dứa. Còn đây miếng này là bột. Bột đen quá. Anh ấy kiểu anh nói đúng luôn, là kiểu gì ở ngoài này anh cứ nghĩ, mới đầu anh cứ nghĩ cái cục pudding này nó sẽ rất là ngọt. Nhưng mà không. Nó ngọt, không phải là vừa vãi nữa. Mà nó ngọt chỉ đúng ở tới cái là điểm cái đầu, cái là cái độ ngọt mà cái lưỡi cảm nhận được thôi. Nó tới đó thôi là nó ngừng. Nó không quá ngọt mà ăn rất là thanh mát luôn. Đây người ta gọi là ngọt thao thảo đấy anh. Thao thảo. Ngọt thao thảo. Thế là các bạn có muốn một cái món chè khá là lạ kiểu này thì miền Nam thì Gấu chưa thấy chỗ nào bán. Có một cái đặc điểm mà em thấy là con đường xã Đàn này là nếu như có một cái gì nổi là người ta sẽ mở rất nhiều cửa hàng trên cùng một con đường. Thì bởi vì anh mới cần các bạn là dẫn anh đi. Nếu mà anh là một người khách du lịch thì anh cũng sẽ biết là ở đây có như vậy, nhưng mà anh cũng sẽ không biết được cái quán nào thật sự là ngon, thật sự là vừa miệng để ăn. Là cái thời tiết này ăn món này đã vô cùng luôn. Nếu mà nó ngọt gắt quá thì anh nghĩ là nó sẽ không ngon. Nó phải thao thảo. Sau khi ăn cái món ngọt rồi, mình sẽ quay trở lại ăn một món mặn cuối cùng, đó chính là món bún chả Hà Nội. A few inches later. Đang định đi ăn bún chả Hà Nội thì phát hiện một điều là cái chỗ đó nó quá xa đi, nên là bắt buộc mọi người phải quay trở về và chỉ cho mình để sáng ngày mai mình sẽ đến nó ăn. Mình thì cái chỗ đó nó nằm ở dưới văn phòng Excel của mình luôn. Và Phương Anh nói là chỗ đó cũng khá là ngon, nên là okay, thôi để ngày mai mình sẽ ăn cái món bún chả. Mình
làm riêng một cái clip về bún chả cho các bạn luôn. Bây giờ mình sẽ đi về thôi. Và clip cũng đã hết rồi và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Clip hay, like, share và subscribe rất to và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Nếu các bạn ở một địa điểm nào đó có món gì thì hãy inbox cho fanpage Gấu To và mình sẽ đến chỗ các bạn và cùng các bạn đi ăn món đó. Hôm nay Gấu sẽ mời. Xin chào và hẹn gặp lại.